Hi, Sang chào tất cả mọi người nha. Mọi người nghe tiếng nước chảy to không? Thì hôm nay Sang với nhóc Hậu đang đi ra ngoài sông mọi người ơi. Hôm nay Sang sẽ đi câu cá nha. Thì cảnh ở chỗ này rất đẹp, để Sang quay cái camera sâu cho mọi người xem nha. Đây mọi người ơi, giờ Sang với nhóc Hậu sẽ xuống dưới bìa lũng này câu nha. Đây là cái số đồ mà Sang với nhóc Hậu đem theo để mà ăn câu cá hôm nay nha. Buổi trưa thì Sang với nhóc Hậu sẽ ăn hai gói mì này, còn buổi chiều là Sang sẽ nấu cơm nếp này và đem đi nướng nha. Nãy giờ câu cá không có mọi người ơi, tại vì chỗ này nước rất là xiết nha, nên câu bằng cần câu tre với của Sang với nhóc Hậu thì câu phía bờ này rất là ít cá ăn. Giờ Sang sẽ đi ven cái bìa sông này xem có cái gì hay không nha mọi người, rồi quay cho mọi người xem. Hậu ở đây canh hai cần nha Hậu. Dạ. Được. Ở trên kia có mấy chùm nho rừng nè mọi người, để Sang đi qua cho mọi người xem nha. Cái chỗ này thì đó mọi người thấy không, cái chỗ Sang nho rừng rất là nhiều, nên đi cặp bìa sông này thì thấy nho rừng là đa số là nho rừng thôi nha. Đây nào mọi người thấy không, ở dây này xay trái nè, một cái hai chùm nha, ba chùm, bốn chùm, năm chùm, ở chùm phía trên, chùm phía trên kia nữa cơ, 6 chùm, 7 chùm luôn, quá trời luôn. Một dây nho rừng xay trái nha, để Sang hái một số trái cho mọi người xem. Lúc trước Sang có làm cái clip ăn nho rừng đó mọi người, nhưng mà cái nho này ăn thì nó bị ngứa miệng nha, nên mọi người gặp nó thì cũng đừng có ăn, không biết thì đừng có ăn nha mọi người. Mọi người ăn thì rất là ngứa miệng luôn. Giờ Sang đi xuống cái gần thác phía kia nha. Nước chảy mà nói chuyện không nghe luôn mọi người. Giờ sẽ quay lại chỗ thằng nhóc Hậu để xem nó câu cá có hay không nha. Mọi người đi ra thác này thì mọi người đi thật là cẩn thận nha, tại vì đá nó mọc rong á, rất là trơn. Phía bên đây thì nước chảy xiết á, nếu mà trượt chân xuống nước một cái là rất là nguy hiểm nha. Nên đi chắc bước nào là phải chắc bước đó nha mọi người. Có cá không Hậu? Đâu? Được một con hả? Rồi bự vậy. Sao chết rồi? Giờ ném đập đầu nó. Sao đập đầu con cá? Ôi mọi người xem nè, đây một con cá lăng nha. Nãy giờ thì Sang với nhóc Hậu câu được một con cá lăng nha mọi người. Cái con này thì màu đen rất là đẹp luôn. Bỏ qua một bên đi. Giờ Sang sẽ ăn mì tôm sống để tiếp tục câu nha. Xong một xíu nữa Sang, Hậu ăn không? Dạ. Mỗi người một gói. Mọi người chế muối lên trên, xong rồi lắc đều, cho nó nằm đều đều gói mì tôm nha mọi người. Đây, rồi mình lấy ra. Cái này mọi người bóp nhuyễn á thì nó sẽ ngon hơn nha. Sẽ mời tất cả mọi người nè. Hậu bóp hay là Hậu cắn nguyên miếng? Bóp. Hậu bóp nha mọi người, Sang sẽ cắn nguyên miếng này. Ngon cực kỳ luôn. Đói ăn cái gì cũng ngon mọi người. Thì Sang đang đốt một cái đống lửa bên kia, một xíu thì Sang sẽ nấu cơm nếp nha mọi người. Nấu cơm nếp để nguội, xong rồi chiều Sang sẽ nướng nó nha. Còn giờ chưa nướng đâu, giờ câu coi xem được con cá nào nữa không nha. Đây là cái nồi cơm nếp mà Sang vừa mới nấu xong nha. Nếp thì khi mà mọi người nấu lên á thì nó sẽ bóng lên kiểu này nè, nhìn rất là đẹp luôn và rất là thơm. Giờ Sang sẽ để nó qua một bên. Sang sẽ đặt nồi cơm nếp xuống nước để cho nó nguội nha mọi người. Thì cơm nếp nó nguội á, mọi người mới bóp được vô cái cây. Bây giờ cũng trễ quá rồi nên Sang không biết là kịp cho nó nguội hay không nữa. Nếu mà không nguội là Sang ăn theo kiểu này luôn nha. Đây là thành quả mà một ngày câu cá của Sang với nhóc Hậu nè. Thì Sang câu được hai con cá nheo nha.
với lại một con thằng hậu thì nó câu được một con cá lăng vàng. Bây giờ xe sẽ ướp muối ớt hai con cá này và đem đi nướng luôn nha. Rồi đổ lên đây. Giờ xe sẽ kẹp nó vô cây để nướng nha mọi người. Đây, mọi người kẹp thì mọi người làm theo cách của Sang nè. Đó, để hai con cá vô đây. Rồi để ba con vô đây nha. Xong mình sẽ bẻ như vậy, mình kẹp lại. Đó. Mình sẽ kiếm cái cây đó. Hậu bẻ cho anh cái cây đi. Đây mọi người ơi, mấy con cá của Sang đã chín rồi nha. Đó, rất là thơm luôn. Giờ Sang sẽ đem lên ăn với nhóc Hậu nha. Còn cái phần cơm nếp đây nè, Sang ngâm dưới đây để cho nó nguội, để Sang bóp thành cục đó mọi người. Cơm nếp này á, mọi người phải để nguội mới bóp được cục nha. Sang mới nấu đây thì nó không có nguội được. Nên bây giờ có lẽ là Sang sẽ ăn cơm nếp với cá nướng luôn, chứ không thể nào mà nướng cơm nếp kịp. Giờ Sang mời tất cả mọi người ăn cá nướng với cơm nếp nha. Hậu gỡ cái cây ra đi. Xong bỏ con cá vô nồi cơm luôn. Hậu cầm nồi cơm lấy. Trôi đi mất. Bánh này ra gỡ ra, anh nó đâu có tay đâu. Đó. Đó, bỏ nó xuống đây luôn. Sang với nhóc Hậu sẽ ăn hai con cá heo này. Còn con cá lăng thì để lại cho mẹ nha. Hậu bóc cá ăn đi. Rồi mời tất cả mọi người ăn cơm chiều nha. Đây giờ Sang mời tất cả mọi người ăn cơm nếp với cá xong nha. Cơm nếp hôm nay Sang nấu hơi nhão một xíu mọi người. Nên Sang ngâm nó lâu khô, lâu nguội á, nên Sang không có nướng được nha. Nên ăn theo kiểu này thôi. Đó, Hậu dứt đi. Nó không bắn nút nữa. Cái ớt này dẻo luôn nè mọi người. Ăn vô miệng mà nói chuyện không được luôn. Rồi ăn cá ấy. Đây, sẽ mời tất cả mọi người một khứa cá nha. Con cá trạch này nè mọi người. Con cá này á, nướng ăn rất ngon nha, rất là dai luôn. Ăn no đi về không? Tay ra đường nước mẹ á. Chích lên phía trên nè. Đói ăn ngon lắm mọi người ơi. Thật sự mà nó đi câu cá thì nó ghiền thiệt. Nhưng mà nó rất là đói nha. Đây, sẽ mời tất cả mọi người nha. Cơm nếp này nè mọi người. Mọi người nấu khô một xíu thì mới nướng được nha. Hôm nay Sang nấu nhão quá thì nó thất bại một xíu á. Nên để ăn luôn. Không. Ngon không? Ngon. Thật sự mà nói hai anh em câu cá này nè. Câu cá nấu cơm mà sáng giờ đói đã luộc luôn nha. Trưa thì ăn có hai gói mì thôi. Nên giờ ăn cái gì cũng ngon hết. À, quất một cục cơm bự luôn nha. Đã không? Dạ. Nè, cá lăng nướng cân câu à. Đó, ăn hết khúc đó đi. Ăn hết phần cơm này mà tranh thủ đi về nha mọi người. Tại buổi chiều ở đây nước lên rất là cao. Cái nếp này nó dẻo mọi người. Mọi người ăn mà mọi người muốn nuốt nhanh á, nuốt không được nha, mắc nghẹn chết luôn á. Mọi người xem nó dẻo nè. Tại Sang nấu nhão quá. Giờ có lẽ là Sang sẽ kết thúc clip tại đây và đi về nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho Sang.
Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Cô Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.